Hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Rất an toàn.
Yuki Osaka, Jorginho, Max Party, Antonio Rudiger, Van Verde, Luka Vázquez. Khá bình tĩnh. Đưa bóng vào. Bóng đã được phá lên. Vinicius, đây rồi. Ôi giời ơi. Martinelli. Luka Modric. Luka Vázquez. Quẩy đi ngay. Cơ hội đây rồi. Modric không được. Nhưng anh đã dứt điểm đi ra ngoài. Ben White. Martinelli. Chưa thể đưa ra một đường chuyền. Mendy. Sức nóng của trận đấu trong phút vừa qua rõ ràng nó đã được đẩy cao lên rất nhiều. Nhưng thời gian có lẽ sẽ là phương án trả lời chính xác nhất để chúng ta kỳ vọng nhiều hơn nữa. Van Verde. Luka Modric. Lỗi rồi. Về đây. Về đây. Đừng có ý kiến. Thôi thể vàng bây giờ. Rất nguy hiểm. Không vào. Không có gì nguy hiểm. Và đi bóng hơi tối. Sự áp sát cần thiết. Thomas Partey. Zinchenko. Luka Osaka. Mất bóng rồi. Luka Modric. Toni Kroos. Rodrigo. Khá bình tĩnh. Đó là một quyết định rất khó hiểu. Ben White. Tomiyasu. Dylan Wright. Jorginho. Thomas Partey. Bukai Osaka. Toni Kroos. Vinicius. Bóng ra biên mất rồi. Ben White. Bukai Osaka. Cú đá nhanh. Ôi kìa, nhìn đây. Úi ơi. Mình cũng không hiểu tại sao ở tình huống này thì đã không có tiếng còi của trọng tài được cất lên. Rất quan ngại. Không thể dứt điểm. Bukai Osaka. Thomas Partey. Phía trên chẳng qua ai thế này. Rất bình tĩnh. Đây. Hơi đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Martinelli. Đây rồi, đây rồi. Rất quyết liệt. Thời gian hiệp 1 không còn nhiều và chúng ta vẫn chưa được chứng kiến bất kỳ bàn thắng nào. Bóng đã đi hết đường biên.
Cơ hội đây rồi. Cơ hội trôi qua rồi. Toni Kroos, José Lu. Đưa bóng vào. Thôi không đá đấm gì nữa, trọng tài đã cho các cầu thủ của cả hai bên ra nghỉ. Khép lại hiệp đấu đầu tiên thì tỷ số đang là 0-0 trong một thế trận nhạt nhòa đến từ cả đôi bên. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Anh vẫn mong tài, anh vẫn mong chờ. Không biết anh em có mong không? Chúng ta sẽ cùng đổi sân với cả hai đội và tiếp tục theo dõi 45 phút còn lại của hiệp đấu này. Đây rồi! Quá nhanh, quá nguy hiểm. Anh tôi cháy thế, anh tôi cháy thế. Quả đá gấp. Bukayo Saka, Jorginho, Martinelli. Vỡ mồm cho chó sồn không được rồi. Bóng đã lên khán đài rồi. Gabriel Jesus. Và xử lý không thành công. Luka Modric. José Lu. Rất đáng tiếc là tình huống vừa rồi, một chút tình thế nữa thôi thì có thể đã ghi bàn. Cú phất bóng. Bukayo Saka. Răng lạc, răng lạc. Đây rồi, đây rồi, đây rồi là đôi giày. Sẽ có một quả đá phạt góc. Đưa bóng vào. Bóng đập vào sàn ngang. Trời ơi, có một cái gì đấy nó ngang trái thế nhờ. Rodrigo. Mất bóng rồi. Zinchenko. Martinelli. Dallin Wright. Cánh thoáng, cánh thoáng. Không vào. Nghĩ nó chán anh em ạ. Mendy. Vinicius. Mendy. Cú phát bóng. Và lấy bóng rất hay. Thomas Partey. Dallin Wright. Rất nguy hiểm. Không thể dứt điểm. Toni Kroos. Chạy mất rồi. Gabriel Jesus. Rất hợp lý. Làm gì đây? Quả bóng mà anh thực hiện kỹ nghệ nhưng trở thành kỹ viện. Dallin Wright. Bukayo Saka. Jorginho. Gabriel Jesus. Không có lỗi việc gì. Quẩy đi ngay. Jorginho. Không vào. Đá tốt nhưng người bắt cũng cực hay. Đưa bóng vào. Bay lên trời là em bay ra ngoài. Đó là một va chạm bóng rất thiếu cảm giác. Phút thứ 74 rồi.
điều nó đồng nghĩa với việc chúng ta còn tầm 15 phút nữa thì trận đấu sẽ khép lại. Ôi ôi, thêm một pha bóng nữa mà chúng ta nhìn thấy pha xử lý rất bất an. Không được, một tình huống rất hài hước. Ben White, Tomiyasu, Dylan White, Jorginho, Bukayo Yosaka. Ôi, sao lại có những đường truyền lộ thiên thế kia? Rodrigo rất quyết liệt. Jorginho, Dylan White, Bukayo Saka và ngăn chặn rất nhanh. Antonio Rudiger, Nacho Hernandez đã có lỗi. Van Verde, Bukayo Saka quá chậm. Jose Lu, anh em thấy đường cua rồi khét không? Cháy lốp đây anh em ạ. Một chuyền bóng rất sai lầm, rất nguy hiểm. Không được rồi. Bukayo Saka, Jorginho và phối hợp với một tốc độ cực kỳ chóng mặt. Bukayo Saka, cơ hội đây rồi. Penalty hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây là một pha bóng rất nhạy cảm. Penalty và sẽ có một tấm thẻ đỏ. Được xong rồi. Tchouaméni. Được. Và đúng lúc này cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu. Và đến đây thì buổi tường thuật trực tiếp xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và gặp lại các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào. Hiệp một của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Konate, Trent Alexander-Arnold, Szoboszlai, Thiago, Alistair, Van Dijk, Andre Robertson. Làm cái gì đây anh ơi? Đây rồi, không được.
Đây rồi, nó vẫn là đôi giày thôi. Hello mọi người nhá, xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu diễn ra ngày hôm nay. Tôi cũng hy vọng là trận đấu này sẽ trở nên hấp dẫn và sẽ có một cuộc đua nhiều bàn thắng diễn ra trong 90 phút xuyên suốt trận đấu. Sự áp sát cần thiết. Thiago, Trent Alexander-Arnold. Thiago, Alistair, Andrew Robertson. Lặng lách đánh võng làm gì đấy? Không được. Không thể tin nổi ở pha bóng này. Cú đá vào biển quảng cáo. Mateo Kovacic. Cú hợp đã bị bắt bài. Ôi xong rồi. Ôi dồi ôi. Không thể tin được, tôi tưởng là vào rồi đấy. Đã nhanh luôn. Đưa bóng vào. Làm cái gì đây anh ơi? Bên trong có ai đây? Sẽ có thêm một tình huống đá phạt góc nữa. Đưa bóng vào. Đã có bàn thắng mà đó là một pha xử lý rất đẳng cấp. Tiếng tôi vang rừng núi, anh em nghe trả lời. Vâng rồi các bạn ạ. Đỉnh cao, đỉnh cao là đây. Hai đội đá như thế này là hy vọng về một thế trận cởi mở đấy anh em ạ. Mạnh dạn dự đoán phải có 3 bàn thắng trở lên trong ngày hôm nay. Nunes. Ôi xong rồi. Lỗi rồi. Penalty rồi. Cơ hội đây rồi. Đưa bóng vào. Đá như kiểu gà mắc tóc ấy nhỉ. Trông bóng còn không lên nổi nữa. Nhất là khu vực giữa sân. Szoboszlai. Khá nguy hiểm. Cơ hội. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất hay và cực kỳ chất lượng. Josko Vadion. Ruben Dias. Kyle Walker. Jack Grealish. Kyle Walker. Rất cả cuống. Ôi dồi ôi. Mohamed Salah. Pha xử lý kỹ thuật đã không thành công. Jack Grealish. Rất quyết liệt. Alistair. Thiago. Szoboszlai. Mohamed Salah. Tốc độ rất nhanh. Lúc này sẽ cần phải thực sự cảnh giác với những pha bóng trước khu vực vòng cấm của cả hai bên. Kyle Walker. Ruben Dias. Joe Stone. Kevin De Bruyne. Đường chuyền rất hay. Nunes. Szoboszlai. Đó là một pha dứt điểm không mang tới những sự nguy hiểm. Thiago. Szoboszlai. Không hề có lỗi việt vị.
rất nguy hiểm và cắt bóng rất hay. Sẽ có một quả đá biên. Hợp lý nè. Rất khó hiểu cho quyết định vừa rồi. Kevin De Bruyne. Nunes. Cơ hội đây rồi. Mọi thứ tạm thời đã được giải quyết. Có 2 phút bù giờ. Erling Haaland. Khá nguy hiểm, không thể không thổi phạt. Đó là một tình huống phi thể thao. Quan trọng tài rút thẻ rất là chất. Luis Diaz. Alistair. Rất hợp lý. Đây rồi. Bây giờ khi trận đấu quay trở lại về xuất phát thì có rất nhiều điều đáng xem. Nếu như chim sẻ đi nắng vẩy e nhanh như thế nào thì vẩy chân đẳng cấp như thế đấy cũng thể đỡ được anh em ạ. Kevin De Bruyne. Alvarez. Kevin De Bruyne. Làm cái gì đây anh ơi? Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài đã vang lên. Cả hai bên đã trình diễn một lối chơi tốc độ, có 2 bàn thắng, mỗi đội 1 bàn. Chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi khoảng tầm hơn 10 phút trước khi quay trở lại với hiệp thi đấu thứ 2. Như vậy là hiệp 2 đã quay trở lại. Ở hiệp 2 này thì hai đội sẽ đổi sân. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, những bầu không khí sôi động đã mang đến một hiệp 1 tràn đầy sức sống dành cho những cổ động viên yêu bóng đá. Và chúng ta cùng chờ đợi vòng hiệp 2 hay hơn nữa ở phía trước. Nathanake. Alvarez. Giống như kiểu chưa ăn cơm vậy, không thể có được những pha phối hợp. Pha xử lý kỹ thuật đã không thành công. Jack Grealish. Joe Stone. Kevin De Bruyne. Erling Haaland. Quá khó để thực hiện một tình huống dứt điểm. Không được rồi. Rất là lướt. Ruben Dias. Szoboszlai. Tốc độ rất nhanh. Rất khó chịu. Rất tuyệt vời. Một lần nữa thì bài hát Đời Là Thế Thôi đã chính xác với cầu của trước xuống sau thế mấy ngầu. Phải nói là quỹ đạo đi của trái bóng nó cũng rất kinh dị. Kể cả có chạm được tay vào bóng ở tình huống này thì cũng khó mà đỡ được. Kevin De Bruyne. Alvarez. Tương đối cồng kềnh với những pha xử lý. Cơ hội để dứt điểm. Thiago. Làm cái gì đây anh ơi? Như vậy là đã có bàn thắng rồi. Khoảng cách bây giờ là 2 bàn. Bóng đi rất khó chịu khi mà quỹ đạo của trái bóng đi là thực sự hiểm hóc.
Kevin De Bruyne. Alvarez. Kevin De Bruyne. Rất nguy hiểm. Rất quyết liệt. Nunes. Szoboszlai. Kyle Walker. Jack Grealish. Mateo Kovacic. Kevin De Bruyne. Thiago. Cú phát bóng. Mohamed Salah. Khá bình tĩnh. Đúng rồi, phá mạnh lên. Trent Alexander-Arnold. Sẽ có một quả ném biên. Mohamed Salah. Bây giờ sẽ làm quả đá phạt góc muốn có thể giải quyết những sự bế tắc. Takadala. Lỗi rồi. Hiệp 2 còn 15 phút nữa. Bernardo Silva. Alvarez. Trent Alexander-Arnold. Mohamed Salah. Thôi xong rồi. Konate. Rất thông thả. Andrew Robertson. Luis Diaz. Thiago. Szoboszlai. Pha chạm bóng rất thiếu cảm giác. Szoboszlai. Mohamed Salah. Rất nguy hiểm mày. Không thể không tiếp ở một cơ hội như thế này. Nhưng cuối cùng anh lại dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài. Ruben Dias. Kyle Walker. Ruben Dias. Thời gian của trận đấu còn lại khá ít. Kevin De Bruyne. Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Alistair. Thiago. Hay rồi. Salah. Thiago. Szoboszlai. Cơ hội đây rồi. Nhưng lính nà nét niềm nhì bài nói là nó nà. Nó nà níu nhì rất nhiều nữ lính nà. Nathan Ake. Bernardo Silva. Alvarez. Mất bóng rồi. Và đúng lúc này cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu. Lần nữa thì cảm ơn anh em đã cùng đồng hành và theo dõi trận đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các trận đấu tiếp theo. Okay.
Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Cavahan, Bellingham, Antonio Rudiger, Mendy, Vinicius. Hay quá nhỉ. Rồi. Marco Rafa. Reguilón. Varane. Eriksen. Reguilón. Sofyan Amrabat. Varane. Muốn xử lý triệu đồ. Adam Militao, Mendy, Vinicius, Mendy, Camavinga, José Lu, Adam Militao, Reguilón. Cũng đã bắt đầu có những sự nhộn nhịp hơn trong cách đá của cả hai đội. Họ bắt đầu triển khai một đội hình dâng cao hơn. Vinicius. Rất bình tĩnh. Rất tuyệt vời. Không thể tin nổi. Đó là được diễn ra với tốc độ quá hay. Quá hay, đi bóng tự tìm, xử lý khéo léo, dứt điểm lạnh lùng, nó đơn giản là như vậy. Sofyan Amrabat. Anthony. Lỗi việt vị. Cavahan. Van Verde. Adam Militao. Thêm một quả phát bóng nữa. Varane. Gudo. Marco Rafa. Và bóng mà anh thực hiện kỹ nghệ nhưng trở thành kỹ viện. Vinicius. Không có cơ hội dứt điểm. Đây rồi, đây rồi, đây rồi là đôi giày. Gôn. Có vẻ như toan rồi, toan đến nơi rồi nhỉ. Không thể che vào đâu được với cú đá vừa rồi. Sofyan Amrabat. Wan-Bissaka. Rất quyết liệt. Cavahan. Bellingham. Camavinga. Gudo.
Anthony. Rất càng cuống. Ôi giời ơi. Lỗi rồi. Một trận thì giữa sân đang là điểm nóng thực sự. Rất nhiều pha chém sau chém trước từ cầu thủ cả hai bên. Toni Kroos. Bellingham. Không có lối việt vị. Cơ hội đây rồi. Joselu. Pha xử lý kỹ thuật đã không thành công. Anthony. Eriksen. Martinez. Marco Rafa. Đấy rồi, lên này. Toni Kroos. Hiệp 1 sẽ còn 5 phút nữa. Joselu. Camavinga. Nuno. Vẫn là những vòng quay của sự lúng túng. Rất nỗ lực. Rất nguy hiểm. Đường chuyền vào. Tuyệt vời. Ui giời ơi, đá như thế này thì làm sao mà đỡ được. Bóng đi rất khó chịu khi mà quỹ đạo của trái bóng đi là thực sự hiểm hóc. Rất kỹ nghệ. Mất bóng rồi. Sofian Amrabat. Thôi không đá đấm gì nữa. Trọng tài đã cho các cầu thủ của cả hai bên ra nghỉ. Chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi. Và hiệp 2 của trận đấu cũng đã được bắt đầu. Eriksen. Marco Rafa. Van Verde. Bellingham. Rất quyết liệt. Rất hay. Reguilón. Eriksen. Nuno. Anthony Martial. Mất bóng rồi. Vinicius. Pha xử lý không thành công. Martinez. Sofian Amrabat. Wan-Bissaka. Tốc độ rất tuyệt vời. Nhớ bóng vào. Không vào. Nghĩ nó chán anh em ạ. Đưa bóng vào. Eriksen. Pha xử lý kỹ thuật đã không thành công. Vẫn tối tăm lắm. Martinez. Varane. Reguilón. Sự áp sát cần thiết. Chưa thể đưa ra một đường chuyền. Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Antonio Rudiger. Cavani. Van Verde. Bellingham. Khá bình tĩnh. Rất nguy hiểm. Gôn. Khoảng cách bây giờ là 2 bàn.
hay kinh khủng luôn đấy anh em ạ. Tình huống xử lý vừa ngon vừa ngọt này, vừa khiến nhiều anh em có thể lộn tiền đấy, không phải đùa đâu ạ. Gọn gàng, chính xác, quyết đoán. Sofyan Amrabat, Eriksen, Marco Rafa, cái gì đấy? Rất quyết liệt. Marco Rafa. Đá hơi tối. Van Verde. José Lu. Camavinga. José Lu. Rồi đây rồi. Còn 15 phút cho những nỗ lực của cả hai đội. Khó quá thì chuyền về. Toni Kroos. Bellingham. Camavinga. Vinicius. Đây rồi. Một pha phối hợp rất đẹp mắt, nó chỉ thiếu đi cái điểm nhấn cuối cùng thôi để nó hoàn thiện. Bellingham. Cavani. Hợp lý nè. Rất khó chịu. Bóng đã đi ra ngoài. Bellingham. Vinicius. Hơi mạo hiểm. Cơ hội đây rồi. Như vậy là đã có bàn thắng rồi. Em vừa đi rồi, đâu anh có em được không? Xin là xin vĩnh biệt cô. Đá như thế thì có thủ môn nào cũng không đỡ được các bạn ạ. Sofyan Amrabat. Có luôn. Giống như kiểu chưa ăn cơm vậy. Không thể có được những pha phối hợp. 30 vẫn chưa phải là Tết. Và rõ ràng phút thứ 86, trận đấu vẫn còn khoảng tầm hơn 5 phút nữa thì nó mới khép lại. Cavani. Bellingham. Quả chọc khe này. Ra cánh hợp lý. Đấy rồi, bàn thắng đi nào. Rất đáng tiếc rồi thì cũng vừa rồi. Một chút tình thế nữa thôi thì có thể đã ghi bàn. Wan-Bissaka. Sẽ có bao nhiêu phút đá bù giờ đây? Chính xác là 1. Đưa bóng vào. Bóng đã được phá lên. Và đúng lúc này thì trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Và đến đây thì buổi tư vấn trực tiếp xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và gặp lại các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào.
Hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Rất an toàn. Ericosa, Diaby, Yuri Tillman, Douglas Luiz, Jacob Ramsey, Leon Bailly, Matikas, Lewis Dunn, Jacob Mulder, Asumani Fati. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Rất loằng ngoằng. Đưa bóng vào. Bóng đã được phá lên. Đường chuyền. Như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Matikas. Khó quá thì truyền về. Torres. Ericosa. Yuri Tillman. Jacob Ramsey. Matikas. Đây rồi, đây rồi. Vẫn là những vòng quay của sự lúng túng. Azeti. Adam Webster. Mọi vị trí dường như đã bị bắt chặt và mọi không gian gần như đã được bịt kín. Khoảng trống này rất đẹp từ xa. Không vào. Cú đá tốt nhưng người bắt cũng cực hay. Đưa bóng vào. Bóng đã được phá lên. Douglas Luiz. Diego Carlos. Torres. Ericosa. Diaby. Rất nguy hiểm. Rất đáng tiếc của pha bóng vừa rồi. Diego Carlos. Ericosa. Diaby. Hợp lý. Rất khó chịu. Bóng đã đi hết đường biên. Rất quyết liệt. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Một người có những pha xử lý có thể nói là khiến cho người ta phải phì cười mỗi lần anh chạm bóng. Van Hickey.
Lâm Tây. Vẫn là những vòng quay của sự lúng túng. Yuri Tielemans. Douglas Luiz. Asumani Fati. Lâm Tây. Diaby. Rất hay. Đường Bali. À, đi bóng hơi tối. Rất thông thả. Matikas. Đường Bali. Matikas. Douglas Luiz. Yuri Tielemans. Jacob Ramsey. Chuyền cái này có khổ không? Karim Mitoma. Rất quyết liệt. Đường Bali. Nào kiếm mấy quả nào để hiệp 2 đá nó hưng phấn đấy anh em ơi. Quá đá này chưa mượt cho lắm. Đường Bali. Yuri Tielemans. Cơ hội đây rồi. Cơ hội dứt điểm. Bóng đã đi hết đường biên rồi. Chưa mượt cho lắm. Asumani Fati. Chỉ có 2 phút đá bù giờ thôi. Karim Mitoma. Giống như kiểu chưa ăn cơm vậy. Không thể có được những pha phối hợp. Thôi không đá đấm gì nữa. Trọng tài đã cho các cầu thủ của cả hai bên ra nghỉ. Khép lại hiệp 1 thì tỷ số vẫn đang là 0-0. Không có bàn thắng nào được ghi cả trong một thế trận rất nhạt nhòa. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu cũng chính thức được bắt đầu. Và chưa có được bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên chúng ta hy vọng hiệp... Lỗi rồi. Đưa bóng vào. Pascal Gross. Rất nguy hiểm này. Pha xử lý các vận công cành. Thể hiện đi em ơi, thể hiện giá trị của mình đi. Pha bóng mà anh thực hiện kỹ nghệ nhưng trở thành kỹ viện. Diego Carlos. Matikas. Đường Bali. Douglas Luiz. Yuri Tielemans. Joaquin. Bóng hơi cà cuống mà anh đã để mất bóng rồi. Jacob. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Này. Vâng, may rồi. Asumani Fati. Đây rồi. Tiếng còi vang rừng núi. Đường Bali. Jacob Ramsey. Bèn người tương đối sát. Sự áp sát cần thiết. Azeti. Yuri Tielemans. Van Hickey. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên.
Đường Bali. Và phối hợp rất hay. Ôi ôi, cái gì thế này? Rất quyết liệt. Đây rồi. Những nỗ lực đã giúp cho họ có được pha công bình tỷ số. Quả sút phải nói là quá tín. Pascal Gross. Thần gỗ Danny Welbeck. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Thần gỗ Danny Welbeck. Khá bình tĩnh. Úi dồi ôi, đá như thế này thì Watkins. Lỗi việt vị rồi. Azeti. Jakub Mölder. Không có cơ hội dứt điểm. Lên nào, lên nào, lên nào. Đây rồi, bàn thắng đi nào. Torres. Matikas. Jakub Ramsey. Chưa mượt cho lắm. Jakub Mölder. Hiệp 2 còn 15 phút nữa. Rất quyết liệt. Đường chuyền hơi khó hiểu. Thần gỗ Dani. Úi dồi ôi. Liên tiếp những tình huống chém đinh chặt sắt. Chắc chắn là sẽ có một chiếc thẻ vàng để trọng tài rút ra. Takadada. Đá kiểu này thì hơi toang. Bóng đã được phá lên. Douglas Luiz. Diaby. Đừng để nó dép đi. Đừng đừng. Jakub Ramsey. Pha xử lý có phần công kềnh. Jakub Mölder. Evan Ferguson. Đường Bali. Cơ hội đây rồi. Rất đáng tiếc ở pha bóng vừa rồi. Lê Quý Đàn. Adam Webster. Karun Mitoma. Thời gian là vẫn còn, cũng chưa biết được như thế nào đâu anh em ạ. Đưa bóng vào. Một trọng tài vừa căng cờ báo hiệu một tình huống việt vị. Nó không phải là một tình huống phạm lỗi. Esiso. Phản công nhanh. Rất bình tĩnh. Đây. Ôi trời ơi. Rất đáng tiếc. Diego Carlos. Matikas. Leo Bali. Diego Carlos. Cú phát bóng dài. Một đường chuyền có thể nói là cũng không nên đưa vào sử sách làm gì. Và tiểu phù lớn tuổi. Chắc chắn là sẽ có thẻ. Một tấm thẻ sẽ được trọng tài rút ra. Watkins. Cổ cánh. Thôi xong rồi. Ui dồi ôi. Một cú lốp bóng như thế này thì có lẽ anh cần phải học hỏi Daniel Welbeck rất nhiều. Azeti. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên.
Một lần nữa thì cảm ơn anh em đã cùng đồng hành và theo dõi trận đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các trận đấu tiếp theo. Như vậy là hiệp 1 đã chính thức được bắt đầu. Ây da, đây sẽ là một ngày thi đấu có thể nói là thực sự nóng bỏng, cực kỳ nhiệt đây. Paulo Dybala, Pellegrini, Renato Sanchez, Mehmet Zekisilic, Edica, Chris Smalling, Pellegrini. Cánh thoáng, cánh thoáng. Và chạm bóng rất thiếu cảm giác. Hello mọi người nhá, xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu diễn ra ngày hôm nay. Tôi cũng hy vọng là trận đấu này sẽ trở nên hấp dẫn và sẽ có một cuộc đua nhiều bàn thắng diễn ra trong 90 phút xuyên suốt trận đấu. Paulo Dybala, Pellegrini, Diao, Simon Kaya, Theo Hernandez. Chuyền đến nay có khổ không? Mất bóng rồi. Chạy đi cho giảm cân đi, chạy đi, chạy, chạy nhanh lên. Trả ngược lại hợp lý. Lại có lỗi nhỉ, chuyển quá đáng người rồi. Tomori, Theo Hernandez, Regina, Rade Kunic, Christoph Pulisic. Đấy rồi, bàn thắng đi nào. Sẽ có một quả đá phạt góc. Đường chuyền rất nhanh. Căn chỉnh ngắm nghía rất kỹ rồi, nhưng bóng lại đi ra ngoài. Chris Smalling, Edica, Mehmet Zekisilic. Thôi xong rồi. Không thể tin nổi. Trận đấu đang được diễn ra với tốc độ quá hay. Một pha phối hợp tấn công rất rõ nét. Regina, Christoph Pulisic, Oliver Giroud. Răng lạc, răng lạc. Hợp lý nè. Bóng đã được phá lên. Đá hơi tối. Rất đáng tiếc vào tình huống vừa rồi, nhưng anh đã dứt điểm đi ra ngoài. Chris Smalling,
Krasnov, Paulo Dybala, Leonardo Spinarroza, Oliver Giroud. Không có lỗi việt vị. Paulo Dybala, Mehmet Zekiselic. Beto Sanchez. Tommy Abraham. Rất khó chịu. Và đi bóng rất hay. Lạng lách đánh võng làm gì đấy? Không được. Không thể tin được, tôi tưởng là vào rồi đấy. Quá nhanh luôn. Đưa bóng vào. Mehmet Zekiselic. Lukaku. Một lần nữa xin mời ban tổ chức mang giấy chứng nhận bằng khen nghệ sĩ nhân dân dành cho nghệ sĩ Lukaku. Tiếc thế, tiếc thật sự đấy. Simon Kaya. Những tình huống triển khai tấn công rất bình tĩnh. Pha lấy bóng tốt. Nghệ sĩ hài Lukaku. Simon Kaya. Christoph Pulisic. Rất quyết liệt. Diao. Regina. Oliver Giroud. Không thể dứt điểm. Christoph Pulisic. Đây rồi. Không được. Thật may là trong tình huống vừa rồi bóng đi nhẹ. Sóng gió tạm thời đã trôi qua. Tommy Abraham. Chạy đi em ơi. Đây rồi. Không được. Bóng đã đi hết đường biên. Làm gì đây anh ơi? Đi vào đó. Đường chuyền. Đi vào. Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên, hiệp một đã khép lại. Chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi khoảng tầm hơn 10 phút trước khi quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp 2 này thì hai đội sẽ đổi sân. Sự áp sát cần thiết. Anh em thấy đường cua rồi khét không? Cháy lốp đây anh em ạ. Bóng đã đi hết đường biên rồi. Quẩy đi anh ơi. Đưa bóng vào. Không vào. Cả hai người dứt điểm lẫn thủ môn đều đã thi đấu rất hay. Đưa bóng vào. Quá phung phí cho cơ hội vừa rồi. Endika. Krasnov. Paulo Dybala. Pellegrini. Beto Sanchez. Tommy Abraham. Không có lỗi việt vị. Rất nguy hiểm. Đưa bóng vào. Đây rồi. Bây giờ thì khó khăn lại chồng chất khó khăn. Một pha xử lý bình tĩnh và đầy mẫu mực. Regina. Christoph Pulisic.
không hề có lỗi việt vị. Đưa bóng vào. Paulo Dybala. Hay quá, người đang vẽ thơ trên sân cỏ. Nghệ sĩ hài Lukaku. Không được. Phối hợp rất nhịp nhàng, đó đều là những đường bóng nên thơ nên hòa. Gì đây? Oliver Giroud. Rade Krunic. Đây rồi, bàn thắng đi nào. Đá tốt nhưng người bắt cũng cực hay. Đưa bóng vào. Quá màu mè. Đôi chi nữa. Theo Hernandez. Tomori. Regina. Làm cái gì đây anh ơi? Nghệ sĩ hài Lukaku. Liao. Quá sơ sài cho cú đá của mình. Chris Smalling. Mehmet Zekiselic. Đây rồi, bàn thắng đi nào. Kết về. Và thế là hết. Đúng là một câu chuyện buồn. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Ông đi ở đây chứ đâu nữa. Regina. Còn 15 phút cho những nỗ lực của cả hai đội. Theo Hernandez. Liao. Bóng ra biên mất rồi. Quá khó để thực hiện một tình huống dứt điểm. Nghệ sĩ hài Lukaku. Chạy đi em ơi. Kinh nghiệm. Lukasovic. Không hề có lỗi việt vị. Bấm đã lên khán đài rồi. Chris Smalling. Vieto Sanchez. Chris Smalling. Liao. Rade Krunic. Regina. Rất nguy hiểm. Nào giời ơi, sao lại cá nhân thế? Mà nó tệ thật đấy. Paulo Dybala. Vieto Sanchez. Nghệ sĩ hài Lukaku. Rất khó chịu. Đã có bàn thắng và đó là một pha xử lý rất đẳng cấp. Trận đấu này đã đóng hòm. Nào hãy cùng xem lại nào. Đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào cả. Khi đây là một bức tranh tuyệt vời. Uầy 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 uầy. Chất lượng thực sự đây anh em ạ. Quá đẳng cấp. Ai, anh là tay to. Rất là hay ho. Cú đụp bàn thắng. Quá hay. Thank you.
Hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Marquinhos, Hakimi, Luis, Ugarte, Mbappe, Lucas Hernandez. Rất khó hiểu trong quyết định vừa rồi. Hello mọi người nhá, xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu diễn ra ngày hôm nay. Tôi cũng hy vọng là trận đấu này sẽ trở nên hấp dẫn và sẽ có một cuộc đua nhiều bàn thắng diễn ra trong 90 phút xuyên suốt trận đấu. Limer rất nguy hiểm, tốc độ và sự hấp dẫn là điều mà cả hai đội vẫn đang cống hiến. Bóng đá thì cũng giống như một bộ phim mà thôi, cần phải có sự hấp dẫn và tất nhiên yếu tố hài hước không thiếu ở trận đấu này. Đó là Milan Skriniar, Luis, Colomuani. Rất bình tĩnh. Đây, Upamecano, Laimer, Joshua Kimmich, Harry Kane, Müller. Vâng, đường truyền dành cho trọng tài biên. Colomuani, Marquinhos, Lucas Hernandez. Pha lách bóng rất hay. Trận đấu diễn ra quá nhanh và chúng ta đang được nhìn thấy một trận cầu thứ thiệt, nơi mà những cổ động viên luôn mong chờ. Rất quyết liệt. Mbappe, Zaire Emery. Không có cơ hội dứt điểm. Rubensha. Bóng rất nỗ lực. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Đưa bóng vào. Đưa bóng vào. Đấy rồi. Ôi rồi ôi, phí thế. Cả hai người dứt điểm lẫn thủ môn đều đã thi đấu rất hay. Sóng gió tạm thời đã trôi qua. Ôi hay thế. Kim Min-jae. Rồi lên này. Hay quá nhờ. Kết thôi. Đầu tóc bóng bẩy, khuôn mặt mảnh bao, đồ trông tương đối gọn gàng, đã khiến cho những cổ động viên có một chút chiêu đầu tiên. Có một chút chiêu đầu. Laimer. Rất khó chịu. Quá khó để thực hiện một tình huống dứt điểm. Lucas Hernandez. Cú phát bóng. Colomuani. Chưa có đủ người lên tiếp ứng. Làm cái gì đây anh ơi? Harry Kane tương đối cồng kềnh với những pha xử lý. Hakimi, Colomuani. Đường bóng quá đơn giản để bắt bài. Laimer, Serge Gnabry. Laimer, Serge Gnabry. Rất khó chịu.
đưa bóng vào. Rất khỏe, rất nguy hiểm. Marquinhos, Hakimi, Luis, hơi liều, mất bóng rồi. Joshua Kimmich, Harry Kane, và ngăn chặn rất nhanh. Lucas Hernandez, Upamecano, Müller, Leimer. Upamecano, Vinosa, Serge Gnabry, Harry Kane, Zaire-Emery. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Hiệp một đã khép lại. Chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi khoảng tầm hơn 10 phút trước khi quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp 2 này thì hai đội sẽ đổi sân. Leroy Sané. Lỗi rồi. Serge Gnabry. Đừng để nó dép đi. Đừng. Sự ông dứt điểm nhanh mà ông bắt bóng thì phải nói là còn nhanh hơn nữa. Đưa bóng vào. Bóng đã được phá lên. Không được rồi. Marquinhos, Colomboani, Hakimi, cổ cánh. Leroy Sané. Làm gì đây người? Rất nguy hiểm. Đây rồi. Bây giờ thì khó khăn lại chồng chất khó khăn. Bắt vào mắt ngài khắc. Leimer, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Mbappé, Mbappé không được, bóng ra biên mất rồi. Quẩy đi anh ơi. Còn 30 phút nữa, nó đồng nghĩa với việc 2/3 thời gian thi đấu của trận đấu này đã trôi qua. Pha xử lý không thành công. Ramos, Colomboani. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Colomboani khá bình tĩnh. Müller. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Bóng đã được phá lên. Ugarte. Làm gì đây người? Quá đơn giản. Leimer. Müller.
đi bóng rất khó chịu. Những tình huống triển khai tấn công rất bình tĩnh. Alphonso Davy. Rất hay. Mbappe. Tugate. Và phối hợp với một tốc độ cực kỳ chóng mặt. Cơ hội đây rồi. Mbappe không được. Cơ hội đây rồi. Đây rồi. Có lẽ đến thời điểm này thì chúng ta có thể gọi là end game rồi. Bóng đi rất khó chịu khi mà quỹ đạo của trái bóng đi là thực sự hiểm hóc. Leimer. Joshua Kimmich. Musiala. Làm gì đây? Tương đối sát. Bóng đã được phá lên. Hakimi. Tugate. Zaire Emery. Ramos. Luis. Mất bóng rồi. Leimer. Thời gian của trận đấu còn lại khá ít. Và xử lý các phần công cành. Ramos. Đá kiểu này thì hơi toang. Gunosha. Tương đối thông thả. Gunosha. Leimer. Joshua Kimmich. Có 2 phút bù giờ. Zaire Emery. Mbappe. Hơi thấp. Những giây cuối cùng của trận đấu này. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Và đến đây thì buổi tôi đã trực tiếp xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào.